Chào đón các bạn đến với chương trình Huyền Ni chia sẻ được trực tiếp vào mỗi thứ tư hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay, thì Ni sẽ nói chuyện với các bạn về rất là nhiều những chủ đề quen thuộc. Và đặc biệt là vào cuối chương trình, tất nhiên là chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề rất là nổi trội trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó là mối quan hệ khá là phức tạp giữa những cặp vợ chồng sống với nhau lâu năm. Và xuyên suốt trong chương trình thì sẽ có những câu hỏi mà các bạn đặt ra cho Ni trong phần comments thì Ni sẽ trả lời cho các bạn. Bây giờ thì các bạn đợi Ni một chút nha. Trong khi chờ đợi các bạn thì Ni sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Hello chị Ni giúp giùm em cái này với. Em qua Mỹ cũng hơn 10 năm rồi. Trước đó thì em có đăng ký học ESL ở trường Đại học Cộng đồng. Cũng được 2-3 lớp gì đó, rồi cơm áo gạo tiền nên em nghỉ và đi làm. Giao tiếp bình thường thì em cũng được, vì trong hãng của em làm không có nhiều người Việt Nam. Bây giờ em muốn học thêm tiếng Mỹ để giúp ích cho cuộc sống và còn kiểm tra những bài tập cho các con của em nữa. Năm nay cháu của em đã học lớp 4 rồi. Em không có điều kiện để đi đến trường học lại, chỉ có thể giúp cho em cách nào tự học ở nhà mà có hiệu quả không chị? Em cũng thường hay đi thư viện để tìm những cái sách về ngữ pháp mà thấy nó không có hiệu quả, chị giúp giùm em với, cảm ơn đi. Ok. Về mà học tiếng Anh đó thì là trước đây Ni đã viết 2 bài rất là chi tiết và cụ thể và Ni chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà Ni đã trải qua trong cái việc học tiếng Anh của mình. Cho đến thời điểm này đó thì Ni vẫn thấy là đối với tiếng Anh cái cách học mà hiệu quả nhất đó là đặc biệt đó là mình có điều kiện mình sống ở nước ngoài này thì cái môi trường sống xung quanh của mình nó là tiếng Mỹ. Cho nên mình phải chịu khó nói. Một trong những cái thứ mà Ni nghĩ là các bạn nên làm đó đó là bật cái caption là ở trên tivi. Khi mà tivi nó có lại dưới nó có chữ nó chạy thì mình cứ nghe những cái lúc mà mình có thời gian mà Ni nghĩ đó. Ở thông thường á mình chịu khó là những cái lúc này không có con cái xung quanh, tại vì cái thói quen mà qua tivi quá nhiều trước mặt con cái cũng không phải là một cái thói quen tốt. Với nữa là có con cái xung quanh đó thì mình không có tập trung được. Cho nên những cái lúc nào mà em rảnh mà mình luôn phải là làm hàng ngày thì nó là thói quen. Thì mình sẽ từ từ mình học, mình nghe đi, nghe lại nhiều lần thì mình quen. Rồi ví dụ như là có một vài cái bộ phim hay gì đó mà mình thích đó, mình xem đi xem lại thì tự động nó quen. Và mình nó sẽ nhận ra được cái cách người ta phát âm, những cái chữ mà người ta nói. Thì cái đó là Ni nghĩ nó sẽ rất là hữu ích cho mình. Một trong những cái nữa mà Ni cũng hay recommend, Ni hay khuyến khích những bạn mà gia đình, những bạn bè hay là gia đình mới qua, đó là ở Mỹ nó hay có những cái chương trình mà nó hay chiếu vào bữa trưa, nó gọi là soap opera, những cái show mà nó nói về tình yêu rồi người này yêu người kia rồi, những cái show mà cả 20 năm nó chưa hết. Thì vì nó nói về những cái chủ đề quá đơn giản, tình yêu, ai nghe cũng hiểu. Mình chịu khó nói, mình đừng có rụt rè. Từ bởi vì đó ngôn ngữ nó không có chứng tỏ được là cái đẳng cấp của một cái con người. Ngôn ngữ, cái mục đích chính của nó dùng để mà giao tiếp hả? Thì mình phải dùng nó để giao tiếp thì mình mới giỏi lên nha. Ôi xinh quá, cảm ơn. Em chào chị, good morning Ni. Ok, good morning, you look so pretty, thank you. Have a nice evening. Ở bên Ni là buổi sáng mà nó giống như tối ha. Sáng, ôi phải kể chuyện á, là sáng nay chấn động, tao nói chạy muốn xoáy tráng. Có 15 phút để chuẩn bị, ôi trời. Không biết phải làm sao là nguyên cái con người này từ trên xuống dưới là 15 phút. Từ bởi vì á, hồi tối á, hai vợ chồng hẹn nhau đi xem phim mà cái suất các con đi ngủ rồi đó là có cái suất 10 giờ xem phim La La Land. Oh, you should watch La La Land. Cái phim đấy nó dễ thương quá, về tình yêu lãng mạn, một cái phim mà ai cũng xem cũng có thể hiểu được. Rồi nó lại có âm nhạc. Thì đó hai vợ chồng đi thì 12 giờ mấy nó mới xong cái phim, về tới nhà loay hoay thì cũng 1 giờ mới ngủ, rồi tờ mờ sáng là phải dậy. Cỡ là 6 giờ sáng là bỏ alarm, bỏ đồng hồ báo thức là 6 giờ dậy. Thì chồng thấy đồng hồ reng mà sao mình chưa nhúc nhích, cái chồng thương quá chồng tắt giùm. Tắt giùm đi. Đi luôn. Ôi tội nghiệp mà
Đúng là chồng cũng có sự cố gắng đó, từ bởi vì là thường thường 5-6 giờ sáng là nó dậy rồi để đi tập thể dục, rồi xong là một ngày dài về cỡ khoảng là 7-8-9 giờ tối là bắt đầu mệt mỏi rồi đó, mà cũng ráng ha. Vô trong đó thì Ni là nhân vật quay chính, ảnh thì cũng có những cơn chập chờn cho nên Ni rất là thông cảm đối với những anh hoặc là những cô mà có chồng đó mà phải may may hồi tối không ngáy may tội nghiệp vậy chứ, mà cũng ráng để mà đưa 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 vợ đi. Mà phải chia sẻ cùng với các bạn cái phim đó nó dễ thương cái chỗ nào, trước giờ đó trong nhà của Ni luôn luôn có classical music, nhạc thính phòng bật cả ngày, cho nên nó đi dù bận rộn cái công việc nó càng bận rộn cái gì mà xung quanh Ni luôn luôn có âm nhạc để nó giúp cho Ni cân bằng. Thì trước giờ đó Ni không có hiểu jazz, jazz mà nó nhức đầu mà nó tùm lum vậy. Tuy là Ni nghe classical music mà những cái loại cổ điển, rất là cổ điển thì nó cũng khó nghe đấy, nhưng mình nghe hoài mình quen. Ni Ni lúc mà Ni có bầu là bắt đầu Ni Ni tập nghe nhiều hơn để cho các con của Ni được cảm thụ âm nhạc này, rồi có sự kích thích cho bộ não. Thì á, Ni nghe thì đến bây giờ Ni giữ cái thói quen đó luôn, mà Ni muốn cho con Ni thông minh cho nên Ni nghe cái loại nó khó khó chỗ ban đầu nó nhức đầu quá, nhưng rồi bây giờ đấy nghe quen rồi thì cảm thấy nó rất là bình thường. Và Ni chưa bao giờ hiểu jazz, nhưng mà hồi tối Ni học được một cái bài học này mà Ni nghĩ là nên chia sẻ với các bạn, tự biết đâu là nó thay đổi cái suy nghĩ của các bạn về nhạc jazz. Nó hay ở cái chỗ là như thế nào, nhạc jazz nó có sự kết hợp của rất là nhiều những cái loại nhạc cụ, mà không một cái bài đó, một cái bài hát đó mà không một lần biểu diễn nào nó giống nhau. Từ bởi vì đó cái người người nghệ sĩ khi họ thổi saxophone thì họ 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 có những cái riêng của họ để họ thay đổi cái kết cấu của bài hát, miễn sao là họ vẫn giữ giai điệu, vẫn giữ same melody, nhưng mà họ họ tự kiến tạo lại và tự tạo ra cái bài hát đó theo cái màu sắc riêng của họ. Cho nên khi mà mình mới nghe, mình nghe một tổng thể nó có 5-6 loại nhạc cụ thì bên này cái này, thôi sao mà chóng mặt quá vậy. Nhưng mà từ sau cái phim hôm qua đó là cách đây mấy tiếng đó thì đã có một sự thay đổi rất là lớn. Sáng nay dậy là bắt đầu nghe jazz. Oh, it's so lovely. Và Ni Ni chia sẻ để các bạn á có thể đem nó vào trong cuộc sống của mình để giúp cho cuộc sống của mình nó thi vị hơn nhé. Rồi, tiếp đến nha. Ni ơi, mùa đông lạnh lẽo làm sao để giúp cho các con vận động được thường xuyên? Các bạn ở nước ngoài đó, đặc biệt là ở những cái vùng mà như Ni đang sống đó thì mùa đông chúng ta có tuyết. Mà có tuyết thì sẽ rất là khó trong cái việc mà đưa con ra ngoài chơi và các con sẽ không có nhiều cái cơ hội để vận động. Và trong những cái bài viết trước đây, một trong những cái yếu tố mà Ni khuyến khích các bậc phụ huynh mình làm đó là giúp cho các con của mình vận động được thường xuyên để con có khả năng phát triển về thể lực cũng như là trí tuệ, có thời gian nghỉ ngơi sau những cái kiểu như là học hành này nọ, thì là con có cái thời gian để vận động cơ thể. Và mình nó không có thể thao trong đời sống thì con sẽ rất là có cái cơ hội để mà cao ha. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Thì đối với Ni á, Ni may mắn tự bởi vì nhà của Ni là Ni có cái khoảng khoảng không gian rộng, Ni có basement ha. Ở chỗ Ni ở thì may là có basement, là cái tầng tầng thấp xuống của cái nhà mình, cái kiểu như là hầm vậy đó. Thì là ở dưới đó đó, thông thường trước giờ thì hay làm entertainment, xem tivi, nghỉ ngơi, có bàn pizza này nọ dưới đó. Thì á, bây giờ từ khi có các con thì ở dưới đó đó cũng xem nhưng mà rất là ít, không hầu như có thời gian xem tivi. Nhưng mà đồ chơi của con này thì Ni thông thường mới Ni bỏ thành nhiều nhiều cái station, nhiều cái khu, giống như khu này là âm nhạc ha, là để đóng máy nhạc cụ đó, lúc Ni bật nhạc lên là mỗi người một cái nhạc cụ đứng đánh tứ tung ha. Rồi cái khu khác là khu nấu ăn, Ni mua cho con một cái khu nấu ăn, đồ nhựa rồi này nọ để con nó dạy bộ nấu, rồi dạy bộ cho búp bê ăn, rồi cho ba mẹ ăn, vân vân. Rồi có nhiều cái chỗ như vậy, con chơi xong chỗ này con dọn dẹp rồi con qua chỗ khác ấy, mình dạy cho nó từ nhỏ. Rồi cái khoảng cái thảm mà nó rộng đó thì là các bạn biết sao không, nói đi nói lại cứ nói hoài, nhưng mà Ni chia sẻ với các bạn như thế này. Mình muốn cho các con của mình ấy nó hoạt bát, nó lanh lợi thì mình phải là cái người dành thời gian chơi với con. Mình muốn con vận động, mình phải nằm ngồi xuống, mà vận động người ta nói là squat down and play with your kids. Thì đó, trong ngày ông xã về, ông xã ăn uống nghỉ ngơi đâu tí xíu thì xuống
ngồi dưới đó chơi với các con, mình phải ngồi xuống. Rồi là những cuộc thi, chẳng hạn như là Ni đôi khi Ni bận ấy, thì Ni phải dành cái thời gian đó vừa tập thể dục, vừa tập cho các con thói quen tập thể dục. Và mình cũng lợi dụng thời cơ mình tập được nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thì là bò này, trường này, rồi là nhảy cho đầu gối cao, đó gọi là high knees, thì là nhảy kiểu đó này, thì đi một vòng tới hai vòng, đi và về ở trên cái khoảng không gian rộng trong trong cái chỗ thảm đó, thì là cũng là vận động. Thì làm đâu đó chục vòng thì tối con ngủ hết, quá mệt đấy. Thì là Ni á, mình phải nghĩ ra rồi đó. Ở ngoài thì nó cũng có những cái khu vui chơi ở trong nhà, chẳng hạn như ở gần nhà Ni thì nó có Lost Infant, là trong đó nó có rất là nhiều thứ để cho con nít nó leo trèo, thì Ni cho các con đi ở đó mỗi tuần là ít nhất là một lần. Rồi là đôi khi ở trên mall, ở trên những cái khu mà sắm sữa, thì ở trên đó thì mình đi mình hay phải để ý một chút, đó là nhiều khi nó có nhiều vi trùng nó bám vào những cái chỗ vui chơi của con đấy, thì mình nhớ mang theo đồ cho con để nó lau tay, nó khử trùng sau khi mà nó chơi và trước và sau khi nó chơi ha. Rồi các con của Ni thì cũng mỗi tuần là cũng có đi bơi. Các em mà sau này lớn một chút xíu mà có tham gia cái đội bơi đó thì là đi bơi hầu như là mỗi ngày, mỗi tuần là 4 đến 5 ngày. Còn bây giờ con của Ni thì chưa có tham gia vô đội bơi, tại vì con của Ni còn nhỏ mà, cho nên là mỗi tuần vẫn được đi bơi. Thì mình tạo ra càng nhiều cái cơ hội cho con tiếp xúc thì càng tốt. Và ở YMCA nó cũng có rất là nhiều các hoạt động cho trẻ con, mà mình có thể lấy cái lịch về rồi mình xem thử con mình ở độ tuổi như thế nào thì mình sắp xếp cho con nhé. Rồi Ni ơi, mình có con trai 3 tuổi nhưng mà mỗi lúc mà đi vệ sinh đó là không có muốn ngồi trên bồn cầu, mà chạy đi vào một cái phòng nào đó hoặc là trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại đứng ở trong đó. Đi đại tiện hay là tiểu tiện thì đều là như vậy. Rồi đó là cậu bé mới lại gọi cho ba mẹ sau khi mà xong. Mà đôi khi đó có vẻ như là con sợ, con không có dám nói cho ba mẹ biết. Ok, bây giờ đó đang gửi cho con đi học và hy vọng rằng đó là các thầy cô giáo ở đó có thể hướng dẫn cho con. Nhưng mà đi được 2 tuần rồi mà vẫn cứ y như vậy thì mình có nên làm như thế nào? Mà để đây là help, mà capital help, a lot of help. Ok, các bậc phụ huynh, mình đừng có lo lắng quá nhiều như vậy. Mỗi người chúng ta đó có một cái sự phản ứng khác nhau ha. Các con đó, cần thời gian. Và đôi khi mình làm cho nó áp lực ấy, thì nó sợ, nó không có dám nói cho mình biết khi mà nó đi ha. Thì cứ để đó từ từ rồi nó quen. Con nít nó có những cái thói quen lạ lắm. Chẳng hạn khi mà mình đang gọi là toilet training, mình đang tập cho con để dùng nhà vệ sinh đó, thì lúc mà đại tiện đó có nhiều đứa nó không chịu ngồi, mà nó không có ngồi xuống mà nó đi, mà nó phải mang tã thì nó mới đi. Có nhiều cái thói quen mà con nó đang ở trong một cái giai đoạn là nó đang chuyển từ gọi là em bé qua người lớn tí hon thì đó phải cho con cái thời gian. Mình đừng có lo lắng quá, từ từ nó sẽ được. Và đừng có áp lực con. Mỗi lúc mà nó đi, cái đó là chuyện bình thường đó con. Người mình đó, trong ngày ai cũng phải đi hết. Thôi con đi xong thì con nói mẹ nha. Con cần mẹ giúp thì con nói mẹ. Ê, mình phải hướng dẫn, phải khuyến khích. Rồi khi đặc biệt nhớ, mình đừng có chọc. Đôi khi mình người lớn mình vô ý đấy, con nó đi rồi mình nói thúi thúi quá, thì mình làm cho nó sẽ ngại ấy, và nó sẽ không có dám nói gì với mình hết. Mình nghĩ đó là cái chuyện bình thường. Rồi con cứ xong đi rồi con gọi mẹ giúp con nha. Đấy, chuyện này nó xảy ra với tất cả các con của Ni, hiện thời vẫn đang xảy ra, cho nên là Ni thấy nó bình thường lắm. Mình thư giãn chút xíu ha. Ok, chị Ni ơi, detox là gì, bao lâu thì nên làm một lần? Rồi, detox, đây là một cái chủ đề mà nó gọi là bao la và sâu lắng. Các bạn biết không, đối với con người của chúng ta này, thì chúng ta đưa thức ăn vào người ha, những cái chất mà dinh dưỡng tốt thì nó sẽ hấp thụ, nó sẽ đi vào máu và đi đến các tế bào trong cơ thể của mình. Còn đối với những thứ mà cơ thể mình không cần thì mình sẽ thải ra ngoài bằng con đường là tiểu tiện và đại tiện ha. Thì các bạn cứ tưởng tượng cái cơ thể của mình đó bằng cách thải ra ngoài, cứ như là mình đi đổ rác vậy. Thì khi một cái thùng rác
cái người mình, các bạn hãy tưởng tượng cái người mình như một cái thùng rác. I'm so sorry. Cái tưởng tượng sao thê thảm vậy. Thì đó, khi mình đổ rác đi rồi, cái thùng nó sẽ vẫn còn dơ, đúng không? Thì cùng với thời gian, tất cả chúng ta sống 30 mấy, 40 mấy tuổi, bao nhiêu năm đổ thùng rác, cái thùng của chúng ta nó bị dơ, nó tích tụ từ ngày này qua ngày khác. Cho nên nếu như mà các bạn trước giờ chưa có khái niệm về detox, về làm sạch cơ thể của mình, thì bây giờ mình phải cần suy nghĩ lại nhé. Đó là một điều rất là cần thiết. Và đặc biệt cái người Việt Nam của chúng ta hay ăn mắm, ăn muối, mắm đen, vân vân và vân vân. Những cái loại mắm là các bạn biết cái cách mà người ta làm mắm thì nó không có vệ sinh hả? Và ở trong đó đó, mắm là có sự lên men của những con vi trùng, vi khuẩn ở trong đó. Thì trong máu của người Việt mình này, hay là người châu Á nói chung, vì những dân châu Á khác người ta cũng có các hình thức mắm khác nhau, nó có những con vi khuẩn mà nó lạ lắm. Người Mỹ nó không có, mà người Việt mình có. Chừng nào mình còn sống, mình còn ăn uống và mình vẫn còn hấp thụ vào người những cái gọi là truyền thống đó, những cái đồ ăn như vậy, thì nó sẽ tích tụ ở trong người của mình. Cho nên là mình phải làm sạch cơ thể. 30 mấy, 40 mấy tuổi, ở chúng ta không có thói quen làm sạch cơ thể thì nó sẽ bị như thế nào? Một cái ví dụ điển hình đó là cái miệng của chúng ta sẽ bị hôi. Nếu mà chúng ta không có vấn đề về răng miệng vẫn được cạo vôi bình thường, mà tại sao buổi sáng ngủ dậy cái miệng nó hôi quá? Thì bởi vì từ cái đường ruột nó lên, nó lên hơi. Ban đêm mình ngủ mình ngậm miệng lại thì buổi sáng mình thở ra một cái là ta nói la liệt đấy. Thì đấy là một trong những cái dấu hiệu ha. Rồi mặt mày của mình nổi mụn, rồi mình bị nổi bụng, nổi mụn ở nhiều nơi trên cơ thể, những cái nơi mà thường thường nó không có nổi mụn. Rồi nữa đó là mình bị táo bón, hoặc là mình đi lắc nhắc, ví dụ mình đại tiện đó, mình đi lắc nhắc trong ngày mà lúc nào mình cũng có cảm giác là cần phải đi, mà đi thì không có được bao nhiêu. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta phải biết là cái bộ phận tiêu hóa của mình nó đang nói cho mình biết là mình phải cần làm sạch cơ thể. Cho nên đối với người Mỹ nè, người ta ăn những cái thức ăn rất là bình thường và không có vi khuẩn, không có mắm này nọ, thì là 6 tháng người ta phải detox một lần. Còn đối với những người Việt như mình nè, những người châu Á nè, thì cái con số đó là 3 tháng mình phải detox một lần. Thì Ni mới chợt nhận ra là vào cuối năm ngoái, Ni đã làm một cái chương trình về fitness 21 ngày. Thì Ni mới thấy là hầu hết, tất cả chứ không phải hầu hết, tất cả những bạn đã theo cái chương trình đó của Ni đó, thì đều nói là cảm thấy cơ thể của mình nó nhẹ nhàng hơn, sạch sẽ hơn, gọn hơn, mang quần không khó như hồi xưa mà nó dễ tuột hơn. Đó. Đấy, cho nên ai đang cần, có nhu cầu cần quần nó tuột thì phải biết tham gia những cái chương trình đó. Mà mấy cái chương trình đó thì là Ni ấy, Ni định làm cho các bạn một lần thôi, nhưng mà bây giờ tự dưng Ni chợt nghĩ lại và các bạn hỏi Ni liên tục, thì Ni đang có một cái suy nghĩ gọi là hơi mạo hiểm, là Ni sẽ làm một những cái chương trình mà làm sạch cơ thể như vậy cứ mỗi 3 tháng một lần. Các bạn trong cái cuộc đời các bạn biết Ni đó, các bạn ít nhất phải thử một lần để các bạn thấy là ô, làm sạch cơ thể là như vậy. Cái cơ thể của mình nó có cái potential, là cái khả năng mà lên đến cái đỉnh điểm của cái sức khỏe và sự tinh khiết như vậy hả? Mà Ni thì không có bảo là Ni là không có cái hình thức là bắt nhịn ăn hay là nhịn đói nhịn khát gì để làm sạch nha. Ni không có chơi kiểu đó. Ăn ít nhưng mà chất lượng. Cuộc sống lâu dài của chúng ta ăn ít và chúng ta ăn chất lượng. Ít ở đây không có phải là các bạn tham gia chương trình thì các bạn đều thấy là mình ăn nhiều hơn là mình cần hả? Tại vì cái bao tử của mình nó chỉ trong cái lòng bàn tay này thôi, mà mỗi lúc mình ăn thì mình đưa ra một cái dĩa hả? Một cái dĩa nó bự và nó quá sức là nhiều thứ ở trên đó. Thì bây giờ Ni đang suy nghĩ là làm 3 tháng một lần, Ni sẽ có một cái chương trình gọi là 7 ngày detox, 7 ngày làm sạch cơ thể, 7 ngày thôi. Các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi nó lớn như thế nào. Rồi đó, song song bên cạnh đó thì cái chương trình detox 7 ngày là làm sạch, tôi không có giảm cân hay cái gì cả. Thì Ni đang định là sẽ làm lại cái chương trình 21 ngày, nhưng mà Ni sẽ rút nó xuống là còn 14 ngày, từ bởi vì là
21 ngày là có 3 tuần, trong đó cái tuần đầu tiên nó khác, cái tuần thứ hai và thứ ba nó giống nhau, cho nên đi gộp hai đó lại thành một tuần. Thì Ni á, Ni đang suy nghĩ, các bạn nghĩ xem thử có được không nha. Ni sẽ làm vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Cứ là 3 tháng Ni tổ chức một lần. Và muốn đăng ký thì là mình đăng ký cái tuần đầu tiên của tháng trước. Ví dụ như tháng 3 Ni có chương trình làm sạch thì là tuần đầu tiên của tháng 2 Ni sẽ đăng ký, và tất cả những cái thông tin này thì Ni sẽ bỏ lên Facebook để các bạn theo dõi. Nhưng mà mình nên biết lịch như vậy và mình nên tập cái thói quen. Từ bởi vì đó Ni không có khuyến khích các bạn tự làm sạch cơ thể của mình một mình mà không có sự hướng dẫn và theo dõi của một người làm về chuyên môn về y tế. Và có ai làm cái đó cho các bạn không? Đây, chỉ có một mình con nhỏ khùng khùng này thôi. Sao vậy? Tại vì Ni muốn các bạn sống vui, sống khỏe, biết được cái giá trị sức khỏe của mình nó là như thế nào. Mình đỉnh cao nhất của mình nó là như thế nào. Ni muốn các bạn có cái cảm giác đó, trải sống một lần trong đời phải trải nghiệm nó một cách maximum nhất. Đừng gọi là bây giờ nếu các bạn cảm thấy mình là một người ít năng lượng này, lờ đờ này, chán cuộc đời này, làm những cái chương trình đó các bạn sẽ không còn chán đời nữa, tự sẽ bị Ni hành trong một thời gian ngắn. Và cái sự hành đó các bạn khao khát để được hành, tại vì sẽ không ai làm cái điều này cho các bạn đâu nhé. Những cái vấn đề nảy sinh về nhà, nảy sinh về sức khỏe, các bạn không nên tự làm. Ni không khuyến khích các bạn tự mua đồ về tự làm, vì té xuống xỉu không ai giúp các bạn cả hả. Mình phải có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thì mình mới có thể hướng dẫn được. Và Ni đang suy nghĩ để Ni làm điều đó cho các bạn. Ni không biết là các bạn có thích không. Nếu mà không thích thì Ni đóng cửa, Ni ngủ cho nó khỏe. Chứ vậy sao tôi phải khổ dữ vậy hả. Thì 2017 Ni định sẽ làm như vậy bốn lần trong năm hả. Bên cạnh đó là bây giờ đang có chương trình về da đẹp là tháng 2. Tháng 2 sẽ là về da đẹp. Tháng 3 là bắt đầu series về làm sạch. Và tháng 4 là sẽ có chương trình về tóc. Về da đó thì là Ni đang khởi động. Và thứ 6 này sẽ không là hết hạn rồi. Không nhận thêm ai nữa hết. Cho nên ai mà chưa đăng ký, ai mà còn đang lưỡng lự cơ hội có lần đó làm lại hay không, phải cần thời gian. Tự vì làm mệt quá, quá mệt. Ai đẹp mà sao tôi mệt, tôi cũng thích đẹp vậy, mà tại sao bắt tôi suy nghĩ, tôi bỏ thời gian để tôi tổ chức, tôi cũng biết mệt vậy. Vậy rồi, đó là chương trình về da ha. Các bạn sẽ có cơ hội để mà học hỏi về những cái dinh dưỡng và những cái vitamin nó tốt và nó có cái gọi là chất lượng như thế nào, nó làm cho cái năng lượng của mình nó lên như thế nào. Các bạn luôn luôn hỏi là Ni ơi, tại sao Ni nhiều con, một chồng, nhiều, định nói nhiều con, nhiều chồng. Chắc chết. Đấy, thì với cái công việc của Ni như vậy mà tại sao lúc nào Ni cũng vui vẻ và nhiều năng lượng? Tự bởi vì Ni có bí quyết. Và lâu lâu thì Ni thích chia sẻ, và Ni thích chia sẻ với những người mà muốn học hỏi. Ni không có hơi mà Ni ngồi, Ni nói để cho những người không thích mình nghe. Bây giờ ai đang không thích thì đừng nghe. Rồi, đấy là về da nhé. Các bạn mà về có những cái vấn đề về mụn này, chưa bao giờ biết được da của mình nó đẹp như thế nào. Các bạn biết là sáng nay Ni không có thời gian đúng không? Ni không có, không thèm đánh nền hay cái gì luôn, bước đại lên mày. Màu sắc này cho nó đẹp. Cho nó lên, nó có màu có sắc với chị với em đấy, rồi lên đây thôi. Thì các bạn thấy là da nó rất là có sức sống, nó khỏe từ bên trong. Và Ni phải trải qua rất là nhiều cái bài học để mà Ni gom góp lại, cộng với lại là kiến thức của mình thì Ni mới hướng dẫn lại cho các bạn ha. Nói về make up, các bạn thấy hôm nay đó Ni khác không? Ni họ làm lần đầu tiên trong cuộc đời Ni mà Ni làm mắt hơi tím tím ha, vì là nó đi với cái này. Trước giờ thì các bạn thấy là Ni trung thành với trường phái nude. Cái vì nude nó đi với tất cả mọi thứ, đơn giản hóa ở mọi việc. Còn á, màu sắc thì là đây là lần đầu tiên. Và Ni thử thì Ni không biết các bạn có thấy không. Yeah, can you see me ok? Có ok không? Không ok thì cũng đã làm rồi. Thì đấy, rồi. Thì lúc nào Ni sẽ hướng dẫn cho các bạn, nếu như mà các bạn thích
thì là Ni sẽ chỉ cho các bạn đánh làm sao. Đấy, bôi bôi quẹt quẹt xong một chút thì nó làm cho cuộc sống của mình thú vị, mình thử cái gì lạ, những cái gì mới. Ni mà vẫn còn có những cái trải nghiệm mới thì các bạn cũng nên, để mà có nhiều cái màu sắc trong cuộc sống. Dầu cá uống 2 viên mỗi ngày có tốt không? Tốt, rất là cần hả? Từ bởi vì đó, dầu cá nó có cái tác dụng đó là mà phải 2 viên mà mỗi viên nó bao nhiêu miligram, các bạn phải phải rõ ràng về cái điều đó, luôn luôn lật ra phía sau để xem thử là một cái serving, một cái liều lượng của nó là bao nhiêu viên. Và chúng ta cần dầu cá trong cuộc đời này để mà chúng ta có dầu cá nó có những cái tác dụng, và dầu cá là một trong những cái thứ mà họ bán over the counter, mình không cần toa của bác sĩ, mà một trong những thứ mà nó được nghiên cứu nhiều nhất. Dầu cá này sẽ giúp cho da tốt, tóc tốt, xương khớp của mình tốt, và đặc biệt nó còn giảm cholesterol. Cholesterol là một cái thứ mình không có thấy, chỉ đến lúc mà mình nó bị cao mỡ này, mình đi khám thì mình thấy này, và cao mỡ, cao máu nó sẽ dẫn đến tai biến ha. Cái kết quả của nó cuối cùng đó, cái hậu quả của nó thì vô cùng là kinh khủng. Cho nên là mình phải luôn luôn sống khỏe, phải có thể dục trong đời sống này. Ai nghĩ mình thức dậy và tự động, tự khỏe, tự đẹp, điều đó nó sẽ có tác hại rất là lớn đối với các bạn sau này. Luôn luôn phải cần có thể dục, tự bởi vì thể dục là một trong những cái phương pháp mà nó giảm cholesterol rất là tốt. Những người ấy mà họ bị đau khớp thì mình đi bơi, những người mà không đau khớp thì các bạn có quá nhiều cái sự lựa chọn về luyện tập. Cho nên là mình phải biết chăm sóc bản thân của mình về cái lĩnh vực đó nha. Ôi đi ơi, em ở Việt Nam em thì không có mụn, nhưng từ khi qua Nhật thì nổi đầy mụn nên em phải làm sao? Ôi thế tại sao không có tham gia cái chương trình về da của Ni? Thứ sáu này nó hết hạn đấy. Ôi lại hỏi một cái câu ngơ ngác như thế này. Mụn nó mọc đó là nó có nhiều yếu tố lắm hả? Đồ ăn, thức ăn của mình, nước mình uống, nó thay đổi cái môi trường sống, nó có cái sự ảnh hưởng đến điều đó. Sự thay đổi về nội tiết đó là lý do thứ hai. Và mình phải học được cái phương pháp để mình làm sạch da từ bên ngoài, bổ dưỡng cho da từ bên trong. Đó là những thứ mà mình có thể làm nhé. Em đi xuống Facebook của Ni và tìm cái chương trình là 14 ngày cho làn da khỏe đẹp, đọc ngay lập tức và họ liên lạc để mà tham gia chương trình ngay lập tức. Không thôi là quá muộn đấy, tiếc đất ruột đất gan đấy. Áo đẹp quá, cảm ơn. Ok, you look beautiful, thank you so much. Thích mái tóc của chị Ni, cảm ơn em. Ấy, mái tóc này họ là hôm bữa suýt mất rồi đó. Tự vì sinh con sống nó rụng quá chừng. Nhưng mà đã dùng bao nhiêu là kiến thức về dinh dưỡng để mà ụp vô cùng một lúc, bắn một lúc, như mũi tên, mọc ra lại liền. Tháng 4 có chương trình về tóc nha. Đầu tháng 3 đăng ký và đầu tháng 3 Ni sẽ có thông tin cho các bạn nha. Các bạn cho Ni ý kiến trong cái phần comments, cho Ni nghĩ, cho Ni biết là cái idea đó, cái ý tưởng đó có tốt hay không, những cái chương trình mà Ni dự định làm cho các bạn nè có tốt hay không. Nếu mà không tốt mà nó mất thời gian của Ni thì nói Ni để cho Ni ngưng đi, cho Ni khỏe. Ni mà ngưng thì Ni khỏe lắm. Các bạn có đẹp hay không đó là chuyện của các bạn. Từ vì tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 thì Ni vẫn có tự làm detox cho mình. Cho nên là Ni cộng các bạn vào trong đời sống của Ni để các bạn làm chung với Ni thì nó vừa tiện mà vừa giúp các bạn nữa. Ni suy nghĩ như vậy đó. Các bạn cho Ni biết ý kiến nha. Ok. Cái Joker chị mua ở đâu mà đẹp quá vậy? Đây, nữ hoàng mua sắm trên mạng. Phải cần hướng dẫn cho các bạn một cái điều như thế này. Tất cả những gì mình có thể mua được trên mạng, mình không ra chợ mua. Và các bạn sắm được trên mạng nó khỏe lắm, mà nó có. Ni có hai cái website mà Ni dùng hầu như mỗi ngày. Mua cái gì cho các con, mua cái gì cho mình, Ni đều vào hai cái website đó. Ni không có phải bỏ nhiều thời gian đi vô trong tiệm. Bây giờ ha, ngay cả đồ ăn mà Ni cũng mua ở trên mạng luôn. Chỉ có những đồ tươi là Ni chạy ra chợ. Hôm qua Ni đi chợ các bạn biết bao nhiêu phút không? Đúng, 15 phút đi vô và đi ra. Mua là rau quả này, trái cây này, sữa cho con, trứng, vậy thôi. Còn tất cả những cái thứ khác Ni mua và người ta bỏ thẳng về nhà. Ni không có mất thời gian đi lung tung mà lại được tiết kiệm nữa. Tại bữa Ni sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm đó nha. Ni đẹp quá. Đấy, mấy cái chốt cờ như thế này đúng là đôi khi nó làm cho thời trang thêm thú vị. Mà có điều nó hơi khó thở đó. Nó có 3 nấc. Em mới chơi xa quá, em vô nút cuối cùng luôn rồi. Có một sự bối rối và ngột ngạt. Triệu Lai, đẹp quá Ni ơi, cảm ơn. Chị Ni ơi, nhỏ nước muối rửa mắt
hàng ngày có tốt không ấy, thấy không, đi không có thích nước muối vô mắt đâu. Mục đích là để làm gì vậy? Làm sạch hả? Nước bình thường là được rồi. Muối nó có một cái độ mặn và cái độ pH của nó đó, nó khác với lại cái mắt của mình. Mình thay đổi đột ngột như vậy không có tốt gì mắt. Ni không có khuyến khích cái điều đó. Ni dễ thương quá. Keep up baby, thank you so much. Em vừa ăn sáng vừa quay show của chị Ni, quay tới khúc bao tử mình bự bằng bàn tay thôi. Cơ thể mình là thùng rác. Em dòm xuống tô bún em hết hồn, em bỏ luôn nửa tô. Đúng rồi. Bây giờ nhá, tất cả những người yêu mà Ni yêu thương này, chúng ta bỏ cái khái niệm tô và thâu ra khỏi cuộc đời của mình. Chúng ta không ăn bằng tô và chúng ta không ăn bằng thâu. Okay. Những cái tô mà nó như vậy là cái thâu rồi, đối với Ni là cái thâu rồi. Bớt lại, Ni sẽ hướng dẫn cho các bạn từ từ cái cách để mình có thể là ăn uống một cách gọi là đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của mình. Ôi, chị Ni ơi, da của em khô, trời lạnh thường bị nứt nẻ và bị mốc. Sử dụng lotion thì không có hết, có cách nào chống khô nẻ cho khí hậu lạnh hay không? Có đó. Phải tham gia chương trình về da đi, để mà học hỏi cách nuôi dưỡng từ bên trong của mình. Ni không có sức lotion ở trên người Ni luôn ấy, Ni lười. Đấy, thú thật rồi. Và Ni không có thời gian và Ni không có thích rích rác. Mỗi tuần Ni sức đâu một lần, ok? Nó cũng nên làm thường hơn ha. Nhưng mà tại sao da của Ni nó mướt mát và nó vậy? Nó gợi cảm vậy? Từ bởi vì tôi bổ sung từ bên trong cho nên nó khỏe, nó không có sự khô khan hả? Mà nó rất là khốc liệt nè. Đấy, phải tham gia. Hôm nay chị Ni thắc nhiều quá, đúng rồi rồi, ngộp thở. Dùng nước muối sinh lý rửa mặt có tốt không? Câu này trong một chương trình live trước đây Ni đã có trả lời. Không có nên là dùng quá nhiều hả? Mình á, bỏ một chút nơi cái bông gòn ấy, rồi mình á, sau khi mình rửa sạch á, mình sẽ thấm nó lên để cho nó diệt khuẩn. Và không nên ngày nào cũng làm, trừ khi mình sống ở trong một môi trường mà nó bị dơ nhiều đó thì mình làm, vì nó có cái khả năng diệt trùng. Và khi mình thấy da của mình khô thì mình phải nên thay đổi cái liệu trình, làm ngày nghỉ ngày hoặc là một tuần mình làm 2-3 lần hả? Bé sơ sinh mình có dùng nước muối không đi? Mình dùng nước muối để làm cái gì? Nếu mà các bạn dùng để rửa mũi, rửa mắt cho con thì không nên nhá. Chị Ni ơi, em muốn giảm 5kg, em phải làm như thế nào? Em đi vào cái album giảm mỡ cùng Ni. Đấy, ở khoảng là 3 tháng em sẽ... 3 tháng đó là cho cái trường hợp mà nó hơi lâu lâu. Em đọc cái kiến thức ở trong đó 3 tháng thì em sẽ thấy có kết quả. Rồi sắp tới đó tháng 3 tham gia chương trình của Ni nhá. Thì Ni sẽ hướng dẫn cho thật là chi tiết. Ni ơi, con em 5 tháng rồi có nên cho bé ăn rice cereal được không? Nếu như mà con nó có cái sự thích thú, nó có cái interest đó. Còn ví dụ mình thử mà nó quay đầu đi, nó không thích, mình thử một vài lần, mình cho con thời gian ha. Với lại đó là chúng ta đừng có đem quá vội vàng. Mà Huyền Ni ơi, xin chia sẻ bí quyết để mình... Chặt ngôn ngữ này. Ok. Huyền Ni ơi, xin chia sẻ bí quyết để mình hơn hẳn mấy con ngựa bà. Mấy người phụ nữ khác mà hay ỏm mẹo với chồng của mình để giữ chồng của mình không lén phén tới gần nói chuyện với mấy con nhỏ đó, tạo cơ hội cho họ ở gần mình, gần nhau hơn. Vì mình làm chung và gặp nhau mỗi ngày, người nước ngoài cũng có và người Việt Nam cũng có. Và mình đã bắt quả tang tại trận họ ở bên nhau, ngồi trong xe sát nhau thân mật ngay trong đêm ở New Year Eve, trong năm mới, đêm giao thừa hả? Trong lúc mình bị bỏ rơi ở nhà, mình thấy chồng mình tự nhiên tắt điện thoại và không liên lạc được ngay. Mình cảm thấy lo lắng và không hiểu sao như có ai đó mách bảo mình, nên mình đến chỗ làm của anh ta. Nóng máu quá. Và phía sau tiệm của mình thì thấy xe của ông xã. Khi chạy đến gần thì thấy ông xã ngồi trong xe. Mình nhìn vào thì thấy có một con nhỏ ngồi sát cạnh bên, mình chết lặng người và đã bỏ ra về. Bây giờ hình ảnh đó cứ ùa về, mặc dù mình đã tha thứ và ông xã hứa sẽ không có trường hợp đó xảy ra nữa. Nhưng hình ảnh cũ cứ ùa về là mình không có an tâm lắm. Không biết mình sống đau đớn như vậy cho đến bao giờ thì mới vui trở lại.
vì ông xã của mình thương mình và các con lắm. Nhưng lòng tin của mình đã không còn nữa Huyền My ơi. Mình không biết là mình không chịu thua những con nhỏ đó, hay là mình sợ mất chồng mình, hay là mình vẫn còn rất thương chồng. Mình cũng không hiểu mình nữa Ni ơi, Ni giúp mình với. Nhiều lúc mình nghĩ muốn chết cho rồi, sống mà khổ quá, cứ bị hình ảnh đó dày vò khủng khiếp lắm. Đêm đêm ngủ mà giật gì mình dậy, mình không ngủ được vì hình ảnh đó cứ ám ảnh mình. Ok, let's do this. Let's do this, ladies and gentlemen. This happens, right? Trước giờ Ni luôn nhắc với tất cả chúng ta đó là hôn nhân nó khó, đúng không? Và đây là những cái thử thách mà nó xảy đến với rất là nhiều cặp đôi. Thì cái cách ứng xử của cái cô này đó, không có làm rùm beng, không có chửi mắng, không có đánh đập, không có la hét, tạo một cái hình tượng khủng khiếp, không có chửi những cái con nhỏ đó. Đó là một hành động rất là văn minh và là một người phụ nữ cực kỳ tự trọng. Ni thích những người phụ nữ như vậy. Ni muốn tất cả phụ nữ chúng ta đều như vậy. Các bạn đã từng bao giờ biết Ni trong cuộc đời này, đã từng bao giờ bỏ thời gian ra nghe Ni nói, đừng bao giờ là một người phụ nữ đáng thương đi đánh ghen. Mình đáng thương thì mình để mình biết, đừng có để cho người khác thấy. Vì đó là một trong những gọi là đỉnh điểm thấp nhất của sự tự trọng và lòng kiêu hãnh của người phụ nữ. Mình không để điều đó xảy ra. Cho nên không bao giờ có thấy hiện tượng Huyền Ni đi đánh ghen. Không bao giờ. Ni hứa với lòng mình và Ni hứa với các bạn điều đó không bao giờ xảy ra. Tự Ni nói không bao giờ Ni làm là Ni không bao giờ làm. Chứ sao nữa, phải hứa với lòng mình. Vậy bây giờ mình phải xử lý như thế nào? Tất nhiên là bạn của chúng ta vẫn còn yêu ông xã của mình nhiều lắm. Và vì mình yêu cho nên mình đặt hết niềm tin. Và bởi vì như vậy cho nên bây giờ mình mới đau khổ và mình bị ám ảnh. Trong hôn nhân đó thì chúng ta phải vượt qua được thử thách. Và khi mà mình vượt qua được rồi thì cái sự bền chặt trong hôn nhân nó lên gấp rất là nhiều lần. Có những cái cuộc hôn nhân mà nó cứ bình lặng từ đầu cho tới cuối, ít khi nào mà người ta sống được với nhau lâu dài. Người ta ghét, người ta nói xấu vợ hoặc chồng mình sau lưng. Chúng ta thấy cái điều đó xảy ra rất là nhiều, Ni thấy quá nhiều luôn, cho nên Ni mới có cái kết luận. Đó là, mà nó đi từ cái kinh nghiệm sống của Ni, cho nên Ni mới nói là phải cần có thử thách. Mà bạn gái của mình á, bạn rất là bình tĩnh và Ni khâm phục bạn về cái điều đó. Mình cần giữ cái điều đó. Thì bây giờ đó hả, nói về phần bên trong tâm hồn, mình còn thương, mình còn yêu chồng của mình, mình cùng với nhau để mà xây dựng lên cái cơ đồ sự nghiệp. Như vậy, tất nhiên là mình thương chứ. Mà vì sao anh ấy lại ngoại tình? Vì sao đàn ông hay đàn bà chúng ta ngoại tình? Từ bởi vì nếu như mà không bị bắt quả tang đấy, thì ngoại tình thích mà, đúng không? Những cái cảm xúc, những cái cảm giác, những cái rình rập, những cái sự nguy hiểm và cái sự khát khao nó làm cho mình hừng hực sức sống, thích chứ, đúng không? Bởi vậy cho nên hôn nhân nó khó là làm sao mình phải block, mình phải bỏ những cái thứ đó ra ngoài. Mình sẽ không có tạo cơ hội để ai đến gần mình ngoài vợ hoặc chồng của mình, đúng không? Anh ấy thì thích rồi, từ bởi vì là không phải người đàn ông nào mà phụ nữ họ cũng ve vãn, Mỹ cũng ve vãn mà Việt Nam cũng ve vãn. Tự vì người đàn ông đó họ toát ra cái khí chất, họ đã cho người khác cái hint đó, có hoặc là những họ sinh họ bị cái tính đó, họ thích khen phụ nữ, họ thích liếc mắt, họ thích đưa tình. Và phụ nữ mình cũng bị nữa chứ. Ni không thì là mình cho người ta, ví dụ gọi bật đèn xanh đó, mình có bật đèn xanh thì là người khác mới tới, đúng không? Thì ông xã của mình bị cái vấn đề đó. Vấn đề là không phải những cái cô kia, không cô này thì cũng là cô khác mà rất là nhiều cô, thì không phải là tất cả mọi người đó đều bị khùng hết. Cái người mà có vấn đề đây là ông xã của mình, ok? Thì mình biết cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở đâu để mình tập trung. Và các bạn, chúng ta đừng bao giờ chửi cái người thứ ba. Từ vì như Ni nói, người thứ ba không có người này thì cũng là một chục người thứ ba khác, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, xếp một hàng
rất là nhiều. Quan trọng là ở người thứ nhất và người thứ hai. Đó. Mình á, nói chuyện với nhau hàng ngày, mình cho nhau biết cái cảm xúc của nhau. Mà hôn nhân càng lâu thì cái điều đó nó càng trở nên quá tầm thường và hầu như không ai làm hết. Cho nên cứ càng ngày càng cứ xa nhau. Và cuối cùng là nằm ngủ chung với nhau mà không biết người kia đang nghĩ gì. Đấy, hôn nhân sau 5 năm nhé, tất cả mọi người chúng ta phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn để mà thay đổi, để mà quyến hút, cuốn hút và tạo cái sự hấp dẫn ở trong mắt người chồng hoặc là người vợ của mình hả? Giống như bây giờ hả, Ni với ông xã Ni bao nhiêu năm nhỉ? 1998, tới bây giờ 18 years. Mà tại sao Ni vẫn còn thấy ảnh rất là sexy hả? Từ vì ảnh thay đổi. Ni có viết một bài mà, Ni có viết một bài về cái sự thay đổi. Hồi xưa người không cần đẹp, mặt đẹp được rồi. Hồi xưa Ni thấy ảnh nó là đẹp trai quá. Rồi xong bây giờ mặt nhìn như đó đủ rồi, 18 năm đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ Ni khúc dưới, thể khúc dưới mà nó eo ọt thì sao mà sexy được, đúng không? Từ bây giờ Ni chơi thể thao, Ni tập thể thao, bây giờ cái gu của Ni nó khác rồi. Thì là ảnh cảm nhận được cái sự thay đổi về gu trong cái con người này. Cho nên ảnh đã có sự thay đổi và ảnh mất 1 năm. Thì bây giờ hả, người có cơ bắp này, buổi sáng 5-6 giờ sáng là dậy sớm để đi tập thể dục, mà hầu như trước đó là điều đó không tưởng. Đi làm về khuya rồi họ đi làm về tối rồi chơi với các con, đưa các con đi ngủ là mình bắt đầu rảnh đâu cỡ khoảng 10 giờ thì sức đâu mà còn tập nữa, thì chỉ có tập là buổi sáng thôi. Thì bao nhiêu năm nó là không tưởng mà cuối cùng anh xong xã làm được và không có ngăn lại được. Bây giờ có nhiều hôm đó là anh ở nhà nghỉ tí đi hả, nằm ôm em tí xíu, nghĩa là phải năn nỉ đấy. Có cái sự mà luôn luôn hòa hợp, luôn luôn communicate, luôn luôn nói chuyện giữa hai người để mình biết cái người kia nó thay đổi như thế nào. Ông xã của Ni mà không thấy Ni thay đổi, không biết cái gu Ni thay đổi, hoặc là Ni không có quan sát, không có quan tâm để ý, thì Ni không thể là hình ảnh của một cô gái cách đây 18 năm được. Các bạn thấy hình hồi đó chưa? Thấy chưa? Thấy đi, tôi hộp post lại cho coi, ôi mẹ ơi. Để mà thấy là cũng là một cái con người, cũng là từ trên xuống dưới, cũng ba vòng như đó, mà tại sao bây giờ nó khác cái hồi đó vậy? Hồi đó đúng là con nít ha? Còn bây giờ là đã là một người phụ nữ. Và thời điểm này trong cuộc đời Ni từng chia sẻ với các bạn, chưa bao giờ Ni cảm thấy mình gợi cảm cho đến cái thời điểm này trong cuộc đời. Ni cảm thấy mình vui vẻ, mình thoải mái, mình hài lòng nhất. Từ bởi vì chúng ta thay đổi và chúng ta trải qua nhiều thứ để mình học được những cái bài học và mình thay đổi cái con người của mình. Đấy, thì trong cái quá trình 18 năm đó thì Ni lên xuống và Ni thay đổi cái này, thay đổi cái kia. Mà ông xã không có quan sát, hoặc là Ni không có quan sát ông xã, thì làm sao mà mình còn có cái sự hấp dẫn ở nơi nhau. Đấy, cho nên vợ chồng trước hết là chúng ta cần cái điều đó theo cái suy nghĩ của Ni. Rồi về cái mặt tâm hồn, về tình cảm bên trong thì cô bạn của chúng ta còn yêu ông xã của mình nhiều, đó là một cái điều tốt. Cuộc đời này nó rất là chán nếu mà mình mất đi tình yêu hả. Cái cảm giác hoặc là những cái gì mà anh ấy đang trải qua bây giờ đó là không có là tình yêu đâu. Mà vì sao Ni lại nói như vậy? Từ bởi vì hả? Vì sao mà Ni á, quen ông xã Ni 18 năm mà ngay bây giờ Ni lại cảm thấy yêu anh ấy hơn ngày xưa nhiều lắm. Lúc Ni cưới ảnh, Ni yêu ảnh không có bằng bây giờ. Mà hồi đó Ni nghĩ là ô vậy yêu vậy là maximum rồi đó hả? Rồi có một lúc trước khi mà cưới đó là Ni muốn có chia sẻ với các bạn là Ni muốn chia tay đó. Nếu mà ảnh không yêu đủ Ni để mà kéo Ni lại thì thôi bây giờ gãy gánh giữa đường rồi, đúng không? Và nó xảy ra, đó là một cái cú vấp ngã đầu tiên, một cái thử thách đầu tiên. Và sau cái thử thách đó thì hai đứa nó yêu nhau nhiều hơn nữa. Và Ni sau cái thử thách đó Ni mới nghĩ là cha, vậy tình yêu nó là như vậy nè. Còn trước đó là em nó tôi mơ em chơi thôi, em không có biết nó là như thế nào. Rồi cái cảm giác tưởng chừng như là tuyệt đỉnh đó hả, các bạn biết á, nó không có bằng một cái chút xíu gì so với thời điểm cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm Ni lại xảy ra một cái cú gọi là một cái cú sốc nữa, đó là các bạn biết, you know, I almost passed away in the delivery room. Lúc mà Ni sanh 2 con gái sinh đôi của mình, mà khi mà Ni mất nửa cái lượng máu ở trong người của Ni nó bắt đầu nó tím hết rồi, và các bác sĩ cho hơi nóng, cho máu vào liên tục, chích thuốc để cầm máu mà máu vẫn cứ chảy đấy. Và lúc mà cái người Ni nó tím rồi ha, các bạn biết trong người của chúng ta có cỡ khoảng 4 lít máu, Ni mất hết 2 lít mấy hả, là người Ni nó tím, ok. Và bắt đầu đó bác sĩ người ta không có thích cho chồng
cho con của mình phải chứng tức cảnh tiệt, chứng kiến cái cảnh tượng đó, cái là họ đẩy tất cả mọi người ra khỏi phòng. Và trong cái khoảnh khắc mà cái cửa phòng cấp cứu nó đóng lại, đi thấy ánh mắt ông xã của Ni. Và lúc đó Ni mới nhận ra là oh, I have so much, I cannot lose any of it right now. Ni hứa với ông xã của Ni là mình xây dựng cái gia đình đó với nhau. Rồi cái phút đó mà nó không nằm trong tầm kiểm soát của Ni, vì Ni là một người phụ nữ rất là khỏe mạnh, luôn luôn ăn uống đúng, luôn luôn tập thể dục, mà tại sao nó xảy đến với Ni? Thì trên cái con đường, trên cái khoảnh khắc nó khoảng một giây thôi, cái mắt Ni nó đóng lại hả? Và Ni thấy ông xã bước ra khỏi phòng và cái mắt anh ấy rất là sợ hãi. Rồi, Ni nhắm mắt, ok. Rồi xong cái mấy tiếng đồng hồ sau, Ni tỉnh lại. Thì lúc đó ông xã ngồi ngoài là không biết ở trong này đang xảy ra chuyện gì, nói chung là Ni đã ra đi rồi đó. Thì sau cái sự việc đó, Ni mới biết là he's the love of my life. I love him more than anything. I love him, I love my children, I love my family so much more than I can imagine. Ni không có bao giờ Ni nghĩ là nó kinh khủng như vậy. Chia sẻ câu chuyện đó để nói với các bạn là như thế nào. Tình yêu nó phải có thử thách. Thử thách đầu tiên đưa Ni từ số 1 lên tới số 10. Ni nghĩ tình yêu là số 1. Thử thách đầu tiên nó đưa Ni lên số 10. Và Ni nghĩ là ô, tình yêu là nó phải như vậy. Rồi từ sau cái số 10 đó bật một phát ra ba đứa con. Thì từ cái biến cố thứ nhất qua biến cố thứ hai, thì bây giờ tình yêu lên 100. Không có thử thách, mình không biết mình yêu nhiều như thế nào. Cho nên á, trong trường hợp của cô bạn của mình này, đi chia sẻ câu chuyện của mình để cho bạn biết đó, là cái thử thách này nếu như mà bạn vượt qua được thì bạn sẽ yêu ông xã của mình. Ông xã của mình sẽ yêu mình nhiều nhiều hơn, hơn rất là nhiều. Nói hay quá, nói lắp ba lắp bắp. Cho nên á, đôi khi mình á, cũng phải thầm cảm ơn những cái thử thách đó nó đến với nhau, để đến với cái hôn nhân của mình, để mình biết được là mình có giữ được nhau trong cuộc đời này hay không ha. Nếu mà cả hai không hẳn là cứ phải mèo mỡ là chia ly dị, bởi vậy cho nên người Mỹ mới làm hai cặp là một cặp ly dị hoặc một cặp rưỡi là có nguy cơ ly dị rồi, thì các bạn phải biết là mình á, mình cần có thử thách hả, mình cần có thử thách. Những cái chuyện này là chuyện nhỏ, nó phạm một lần rồi bây giờ nó bắt đầu nó về nó hối cải, bắt đầu cùng nhau xây dựng với nhau ha. Thì mình cho người mình đã từng yêu một cái cơ hội hả, mình cho cơ hội đó. Rồi nếu như mà nó thả lên hai lần ba lần thôi, cho nó đi luôn. Đi luôn, tại vì không phải tri kỷ. Tri kỷ không có thể phải làm cho mình đau đớn như vậy. Đi tin rằng trên cuộc đời này chúng mỗi chúng ta luôn có một tri kỷ, lấy lộn thì lấy lại, nhưng mà mình luôn luôn có ít nhất một tri kỷ trong cuộc đời này hả. Khi mà mình có một cái người tri kỷ đó, người đó yêu mình, sự thành công hay sự đau khổ của mình cũng là sự thành công hay sự đau khổ của người đó đấy. Chúng ta rồi sẽ tìm được ai đang ế, đừng thất vọng, rồi sẽ tìm được. Ế hơi lâu thì nên qua lại bản thân mình nhé. Thì Ni nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội, và mình hai vợ chồng cần phải nói chuyện với nhau. Và cái điều thứ ba, đối với người phụ nữ của mình, đối với cô bạn mà đã viết bài này cho Ni, phải lắng nghe Ni này. Bạn tìm đến Ni đúng thời điểm, ok. Và đây là một thứ mà Ni muốn bạn sẽ phải làm trong những tháng ngày sắp tới. Ni muốn bạn trở thành một người phụ nữ đẹp, lộng lẫy và tự tin. Cái đó là cái khí chất mình phải nó tốt ra từ bên trong của mình. Và Ni sẽ là người giúp cho cô bạn của mình. Cô bạn phải tham gia chương trình về da của Ni. Bây giờ đỏ ốc đang buồn quá, tham gia chương trình đó để bị Ni hành cho cưng khổ đi, để cưng quên cái chuyện buồn đó đi. Mà cưng khổ mười mấy ngày xong cưng ra cưng đẹp, ok. Cưng phải tham gia chương trình của Ni. Ni có chương trình gì tham gia hết. Để chi vậy? Sau những tháng ngày mà được Ni tôi luyện thì cưng sẽ bước ra ngoài, sẽ là một người phụ nữ với diện mạo tốt. Mình yêu thương bản thân của mình hơn, mình ăn uống đúng hơn, đưa vào người mình đúng vitamin, đúng dinh dưỡng, tập đúng bài thì người nó sẽ đẹp. Khi mình là một người phụ nữ đẹp và nóng bỏng,
chồng nó đi bên cạnh, nó rất là tự hào. Mình không nên gọi chồng là nó, tại vì đó là hôn nhân không bền vững. Ok, xin lỗi anh. Mình để anh ấy tự hào khi đi bên mình. Mình đừng có xuề xòa. Mình yêu nhau mười mấy, hai mươi mấy năm, mình xuề xòa, mình nghĩ nó là không cần, trong khi nó là điều cần nhất. Mình hấp dẫn với nhau thì mình mới đi với nhau đến cuối cuộc đời chứ. Chứ còn bây giờ đi ra ngoài, những cô nó mơn mỡ mà nó tươi mát mà nó không bao giờ mệt mỏi, mà về nhà thì gặp một cái bà chỉnh, ngồi chỉnh ịnh ở đó mà cái mặt rất là cau có và rất là quyết, khóc liền. Ôi, ai muốn về? Ai muốn về? Mình có mệt thì mình nó cũng không cần phải thể hiện ra ngoài. Chúng ta có quần áo, chúng ta có trang điểm, chúng ta có vitamin, chúng ta uống vào, chúng ta bôi lên, chúng ta bôi ít thôi, không thôi giống Tề Thiên, thì là chúng ta sẽ nhìn lộng lẫy và rực rỡ hả? Đấy, thế tại sao mà mỗi tuần đi có một ngày thứ tư mà Ni làm quá như vậy? Vui. Giữ cho hôn nhân của Ni bền vững. Đây, mình phải cần, phụ nữ phải cần cái điều đó. Tất cả phụ nữ đang nghe đi nói, tất cả các anh đang nghe đi nói, về bật cái này lên cho vợ mình nghe, nghe chưa? Còn tất cả phụ nữ đừng có bỏ bê bản thân của mình đi, luôn luôn nói health and happiness start with you. Sức khỏe và hạnh phúc nó bắt đầu với chính mình. Ông xã không có cho mình, vợ không có cho mình phải tự làm. Mình làm, mình vui, mình khỏe thì mình ảnh hưởng tới người mà mình thương. Rồi cả hai vợ chồng nó cũng cùng vui, cùng khỏe thì nó trở thành bất tử chứ còn là cái gì nữa. Hôm nay thì Ni suy nghĩ được tới nhiêu đây thôi. Có rất là nhiều thứ Ni muốn chia sẻ với các bạn, cho nên là trong những chương trình khác thì Ni sẽ nói nhiều hơn. Bởi vì mình làm những cái chương trình như thế này với nhau mỗi tuần và quyết định đi với nhau lâu dài. Cái đây giống như là một cuộc hôn nhân. Ni là một người nói và các bạn ngồi nghe Ni nói. Rồi những lúc mà các bạn nên nói cho Ni biết thì các bạn đừng có im lặng. Rồi khi mà các bạn gửi email về cho Ni đó. Đây, hôm bữa đọc được một cái email như thế này. Hello chị Huyền Ni, em năm nay 49 tuổi, em cần chị Huyền Ni giúp. Mình đang định giúp hả? Cái mình đọc em năm nay 49 tuổi là gần 50, mà gọi là chị Huyền Ni gì, là chị Huyền Ni 60. Chị Huyền Ni 60 hả? Có nghĩ sao mà con nói chị Huyền Ni 60 vậy? Vậy là định giúp rồi cái chợt một giây phút bối rối và dừng lại. Có nên không? Có nên tiếp tục hay không? Gần chút xíu hả? Đấy, nếu mà chị 60 rồi làm sao chị giúp cưng được? Cưng muốn người khác giúp thì cưng còn 60 là gần xuống lỗ rồi. Cưng lựa cái đứa nào mà nó còn sống sống đó, nó giúp cho cưng, hiểu không? Không cần phải gọi bằng chị đâu. Ok, em mới ba mấy thôi mà, làm gì làm quá gì. Nhưng mà bữa giờ em ra ngoài em nói chị nó xạo là em hăm ấy đó, cho nên bây giờ em nói ở đây rồi đừng kể cho ai nghe nha. Hăm ấy thôi, hăm ấy mà cả mấy năm nay rồi không ai biết. Ai mà cãi rồi ai biết. Ủa, Ni phải hăm mấy đâu, sao năm ngoái Ni cũng nói Ni hăm 7 rồi mà. Ủa, vậy hả? Hôm nay hăm 7 tiếp. Có sao không? Dạ không. Từ có sao là blog Facebook liền. Ok. So far, that's all I have for today. I would like to thank each and every one of you for spending some time with me. Hôm nay Ni rất là cảm ơn các bạn dành thời gian để vào lắng nghe Ni chia sẻ. Ni yêu các bạn rất là nhiều. Ni muốn các bạn vui vẻ và hạnh phúc. Ni muốn bố mẹ của chúng ta phải là những người nhiều năng lượng và có được cái nội lực và cái sự hạnh phúc toát ra từ bên trong, để mà khi mình yêu nhau thật nhiều thì mình sẽ cùng nhau để chăm sóc và hướng dẫn nuôi dạy các con của chúng ta thật là chu đáo. Just remember health and happiness start with you. Don't you ever forget that, okay? Love yourself a little more and I love you too. So come back to my Facebook every now and then, you know. Read what I have to write and hear what I have to say and just stay connected with me. Don't you ever walk out of my life. That would make me very, very sad. Okay, I love you. I'll see you next week.